nhân chị đây có những người ân nhân, họ muốn gửi đến những món quà Tết để với Giáng sinh để cho bé Bác Thu trong những cái ngày lễ. Thì hai người ân nhân đó là Oanh và Thế. Và những món quà này tuy là nó không nhiều, nhưng với tất cả tấm lòng cái ban nhạc RF và cũng như của hai người ân nhân họ cho, đó là Oanh và Thế. Trong đó có giớ, có nón, có bao tay. Thì xin bé Bác dọc tất cả cái tấm lòng của chú cháu.